ngày đơn bây giờ thật là ngò ghê. Đi xe cùi quá thầy mày bị chê. Xã hội bây giờ thật là sợ ghê. Đi khuya một chút là mày bị dê. Ngò ghê ngò ghê ngò ghê hả. Cuộc sống này thật đau đầu. Ngò ghê ngò ghê ngò ghê hả. Ghê Trung Quốc mà khoái xem phim tàu. Xã hội thật là ngộ ghê, thanh niên chạy xe phải bóc đầu. Xe mà không độ là bị chê, còn chạy nhanh quá thì sức dầu. Mấy em gái cũng thằng ngộ ghê, quen trai chủ yếu phải có nhà lầu. Thiếu nữ mới lớn cũng sợ luôn, miệng ngậm điếu thuốc trông thật ngầu. Nhắn tin không bao giờ có dấu, lớn già đầu mà còn thích gấu. Bản thân mình còn không xong mà dạy người ta phải biết phấn đấu. Ngộ ghê hà, xã hội thật là cà. Chắc là tôi đã già, không theo kịp được người ta. Thời hiện đại muốn quen em phải là hot face, mặt đẹp trai. Nếu không đẹp trai anh phải chạy xe chi không bàn cãi. Ngoài đường rít kích không ta, theo phong trào cho bằng bạn không ta. Ba má còn lưng ở nhà nè, tiền không có mấy em cũng không tha. Còn là những chuyện ngộ ghê, thời giờ mà còn thấy ngộ không. Mới tí tuổi có ghệ ngộ ghê, đời thật khác trên mạng ngộ không. Thà kem cho mặt dày, vòng một em trông thật đầy. Quen luôn hai thằng bồ, thôi thôi tao lại mày. Thời tao còn chạy chiếc quay tàng, mày nói tao không ngang hàng. Giờ tao chạy chiếc xe chia tay đeo vàng. Tao giờ số dắt là đại giá trong làng.